Neymar sẽ ở lại Paris Saint-Germain. Sau những chấn thương của bộ đôi Luis Suarez và Ousmane Dembele, hàng công Barcelona đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Họ buộc phải gấp rút chiêu mộ bản hợp đồng bên ngoài kỳ chuyển nhượng Martin Braithwaite để giảm bớt gánh nặng cho Lionel Messi ở mặt trận quốc nội. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án giải quyết tình huống mà thượng tầng Barca đưa ra. Để dứt điểm bài toán đau đầu nơi hàng tiền đạo, đội bóng xứ Catalan muốn chiêu mộ bằng được bộ đôi Neymar và Lautaro Martinez để giúp mặt trận tấn công của đội nhà trở lại với sự đáng sợ vốn có. Đối với trường hợp của Martinez, đội chủ sân Camp Nou đang sở hữu đầy đủ những điều kiện mà phía Inter Milan yêu cầu, vì vậy họ khá tự tin về tỷ lệ thành công trong thương vụ này. Tuy nhiên, vấn đề tái hợp cùng Neymar đang gặp nhiều rắc rối. Được biết, Barca là một trong số các câu lạc bộ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19. Và với việc họ đang gặp vô vàn khó khăn về vấn đề tài chính, người đại diện cũ của tiền đạo 28 tuổi Wagner Ribeiro cho rằng khả năng cao Neymar sẽ tiếp tục gắn bó với Paris Saint-Germain ở mùa giải tới. Tôi nghĩ Neymar sẽ ở lại PSG vì thị trường đã khác biệt, thế giới kinh tế của bóng đá sẽ thay đổi, Ribeiro chia sẻ ngắn gọn trên Fox Sports. Callum Hudson-Odoi tái xuất trên sân tập Chelsea. Các câu lạc bộ Premier League đã chính thức trở lại tập luyện sau 2 tháng nằm im bất động vì đại dịch Covid-19. Hình ảnh mới nhất được tờ The Sun đăng tải cho thấy những ngôi sao Chelsea đang khá tích cực dàn binh. Callum Hudson-Odoi chắc chắn thu hút sự chú ý nhiều nhất từ cánh phóng viên sau nghi án qua đêm với một người mẫu gần đây. Huấn luyện viên Frank Lampard chỉ đạo các học trò trên sân tập. Chiến lược ra người Anh luôn giữ khoảng cách an toàn với những ngôi sao The Blue nhằm hạn chế tối đa sự tiếp xúc không cần thiết. Rõ ràng, bóng ma Covid-19 vẫn còn hiện hữu với thế giới bóng đá. Các cầu thủ Chelsea được chia ra thành từng nhóm nhỏ trong quá trình tập luyện. The Blue cũng củng cố lực lượng nhân sự bằng việc gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với chân sút người Pháp Olivier Giroud. Ban huấn luyện và các cầu thủ Chelsea đã trải qua bài test virus corona trước khi đến sân tập. Sao mai Callum Hudson-Odoi được bảo lãnh tại ngoại sau nghi án nói trên. Hudson-Odoi trở thành cầu thủ đầu tiên tại Premier League dương tính với virus. Hệ quả, The Blue phải dừng tất cả các hoạt động. Mùa giải 2019-2020, Hudson-Odoi không có nhiều đất diễn vì các chấn thương liên miên. 6 trường hợp dương tính với Covid-19, ngoại hạng Anh mịt mờ ngày trở lại. Sau khi được chính phủ bật đèn xanh, các câu lạc bộ ở ngoại hạng Anh đã cho cầu thủ trở lại tập luyện từ ngày 18 tháng 5. Dĩ nhiên, tất cả đều phải tuân thủ những quy tắc giãn cách xã hội vô cùng nghiêm ngặt. Họ chỉ được tập theo các nhóm nhỏ và giữ khoảng cách an toàn. Ban đầu, giải đấu cao nhất của bóng đá Anh dự kiến sẽ trở lại vào ngày 12 tháng 6. Để chuẩn bị cho việc này, ban tổ chức Premier League phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 với toàn bộ cầu thủ đội 1 và nhân viên của 20 câu lạc bộ tham dự, gồm tổng cộng 748 người. Hôm qua, ban tổ chức Premier League đã công bố kết quả. Có 6 trường hợp được xác nhận đã nhiễm Covid-19 đến từ 3 câu lạc bộ. Ban tổ chức cung cấp những thông tin trên để đảm bảo tính trung thực và mục đích giám sát của giải đấu. Danh tính về câu lạc bộ và những cá nhân nhiễm bệnh sẽ không được công bố. Những người đã dương tính sẽ tự cách ly trong thời gian 7 ngày. Như vậy, thông tin vừa rồi có thể ảnh hưởng phần nào đến tiến trình trở lại của ngoại hạng Anh. Cột mốc 12 tháng 6 từng được đưa ra để bóng đá Anh tái khởi động, nhưng trong bối cảnh này, chưa chắc Premier League đã có thể diễn ra trở lại vào ngày hôm đó. Hiện giờ, trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu chỉ có Bundesliga đang diễn ra, Ligue 1 đã tuyên bố hủy phần còn lại của mùa giải 2019-2020 và trao chức vô địch cho PSG. Giống như ngoại hạng Anh, Serie A và La Liga đều chưa hẹn ngày trở lại. Man United sẽ có Carrick mới trong mùa 2021-2022. Mùa này, Mason Greenwood và Brandon Williams đã khẳng định được tên tuổi của mình. Năm tới là cơ hội của Axel Tungrebe. Và nếu mọi việc suôn sẻ, mùa bóng 2021-2022 có thể là thời điểm James Gardner nổi lên mạnh mẽ ở hàng tiền vệ quỷ đỏ. Gardner luôn được đánh giá cao tại Old Trafford. Và thực tế, anh là một trong những cầu thủ trẻ tài năng, thú vị nhất. Vấn đề là khi thi đấu ở vị trí tiền vệ, đặc biệt là ở Man United, sẽ luôn mất thời gian để cầu thủ 19 tuổi này có cơ hội. Theo tờ Manchester Evening News, một động thái cho mượn đối với Gardner là điều không thể tránh khỏi khi mùa bóng mới bắt đầu. Với tài năng của mình, sẽ không ít đội trải thảm đỏ đón trước anh. Và khi trở lại Man United trong mùa 2021-2022, Gardner hứa hẹn sẽ có tác động không kém Greenwood hay Williams hiện tại. Đây là một cầu thủ mà Solskjaer đã dành được nhiều lời khen ngợi. Nói với trang web chính thức của Man United, vị huấn luyện viên trẻ tuổi này cho hay: "Chúng tôi có niềm tin rất lớn vào anh ấy, với tư cách là Michael Carrick tiếp theo.
Để đảm bảo lời tiên tri trở thành sự thật, Gardner cần phải được chơi bóng. Tiền vệ Fred cũng gửi đến Gardner những lời có cánh. Man United đang có những cầu thủ trẻ tuyệt vời, có rất nhiều tiềm năng. Nhưng cầu thủ gây ấn tượng với tôi nhất là James Gardner. Không chỉ vì anh ấy chơi cùng vị trí với tôi, mà là vì anh ấy có tầm nhìn, khả năng đọc trận đấu tốt. Bên cạnh đó, James luôn chơi với cái đầu ngẩng cao, khả năng sút bóng ấn tượng và là một chân truyền đáng kinh ngạc. Anh ấy là một cầu thủ mà tôi rất ngưỡng mộ. Totti, tôi đã có 80% ý định gia nhập Real Madrid. Francesco Totti là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italia. Ra mắt AS Roma vào năm 1993 khi còn là thiếu niên, Totti tiếp tục ghi 307 bàn sau 785 trận cho câu lạc bộ, trở thành huyền thoại của AS Roma. Đáng chú ý, AS Roma là đội bóng duy nhất Totti từng gắn bó. Tiền vệ tài hoa này dành trọn 25 năm thi đấu chuyên nghiệp để phục vụ cho đội bóng màu áo bà trầu trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2017. Thời đỉnh cao sự nghiệp, Totti được không ít đội bóng lớn ở châu Âu săn đón. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, Totti thừa nhận, tôi đã có 80% ý định gia nhập Real Madrid. Đó không phải là khoảng thời gian tốt nhất của tôi ở Roma. Và Real Madrid đã đưa ra lời đề nghị rất hấp dẫn. Tôi đã nhận được một lời mời ký hợp đồng, trị giá khoảng 25 triệu euro. Họ đề nghị tất cả mọi thứ, trừ băng đội trưởng, bởi vì Raúl González đã ở đó. Sau khi giải nghị, Totti đã được bổ nhiệm trở thành giám đốc thể thao của đội bóng. Dù vậy, những mâu thuẫn với ban lãnh đạo đã khiến Totti đưa ra quyết định từ chức vào năm ngoái. Đây là một cột mốc buồn trong sự nghiệp của Totti. Bản tin của ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Nếu lần đầu đến với bóng đá.com.vn, đừng quên ấn nút đăng ký cùng chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào bóng đá.com.vn tung ra trong tương lai nhé.